Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vâng, thì hôm nay là video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình lại có ý tưởng và muốn chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách làm. Đấy là mình sẽ làm một ngôi nhà sàn để trang trí các bạn nhé. Ngôi nhà sàn làm trang trí từ que kem các bạn này. Đây, từ que kem 11cm các bạn nhé. Đây, đấy, ok các bạn. Vâng, thì không để các bạn chờ đợi lâu nữa. Bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi hết video của mình để xem từng công đoạn và từng chi tiết mình làm về cái ngôi nhà sàn trang trí này từ que kem này như thế nào. Vâng, xin mời tất cả các bạn. Vâng, và công đoạn đầu tiên thì các bạn phải chuẩn bị cho mình 7 cái que kem này. Đây các bạn nhé, bạn chuẩn bị cho mình 7 cái que kem như này. Đây, 4 này, 5, đây bạn, 5 này, 6 này, 7 bạn nhé. Đây, 7 cái que kem như này. Vâng, đây, que kem còn thừa thì mình sẽ để bên ngoài đây. Vâng, những cái mà nó mỏng thì mình sẽ chọn ra để mình gắn khung các bạn nhé. Ok, vâng, đây, 2, 4, 6, 7 cái que kem bạn nhé. Thì sau khi các bạn đã chọn cho mình 7 cái que kem như này rồi. Sau khi các bạn đã chọn cho mình 7 cái que kem như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đo cho mình này. Đây các bạn sẽ đo cho mình 1 cây, 2 cây các bạn nhé. Đây 1 cây là các bạn sẽ đo xuống 3 cm. Đây các bạn này, các bạn sẽ đo xuống cho mình 3 cm. Bạn sẽ lấy bút chì bạn đánh dấu lại giúp mình nhé. Đây, mình sẽ lấy bút chì mình đánh dấu 3 cm như này. Đây, 3 cm là 1 cây các bạn này. Ok chưa? Vâng, tiếp tục cây bên ngoài này, bạn cũng đo cho mình 3 cm như này. Đây, bạn cũng đo cho mình 3 cm như này các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Vâng, bạn sẽ để bên ngoài như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã đo được 2 cây như vậy rồi, đo được 2 cây 3 cm như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ lấy, bạn sẽ để bằng chúng lại với nhau. Đây, bạn sẽ để bằng chúng lại với nhau như này giúp mình này. Bằng chúng lại với nhau như này. Ok chưa bạn? Đấy. Sau khi các bạn đã để bằng với nhau như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ bắn keo một cây này. Đây, các bạn sẽ bắn keo một cây như này và các bạn sẽ gắn chúng lại với nhau. Đây các bạn sẽ gắn bắn keo lại này. Đây các bạn sẽ bắn keo lại. Bắn keo đây mình có sử dụng đấy là súng bắn keo nến các bạn nhé. Và các bạn sẽ gắn súng này. Đây các bạn sẽ gắn súng dưới 3 phân một chút. Đây các bạn nhé. Các bạn sẽ gắn dưới súng 3 phân một chút như này giúp mình này. Ok chưa? Đây các bạn sẽ gắn súng dưới 3 phân như này một chút như này giúp mình. Đây, dưới cái phần đánh dấu 3 phân như này này. Ok, vậy là mình đã gắn được một cái ở dưới đấy, ở đây rồi. Thì bây giờ tiếp theo các bạn sẽ gắn cho mình tiếp một cái ở dưới đây nữa các bạn này. Đây, dưới mép đây các bạn nhé. Đây, bạn sẽ gắn cho mình một cái dưới mép đây nữa các bạn này. Đây, mình sử dụng súng bắn keo nến các bạn nhé. Vâng, gắn cái này phải sử dụng súng bắn keo nến. Đây các bạn này, các bạn sẽ gắn cho mình sát mép ở dưới đây giúp mình này. Đây, các bạn sẽ gắn cho mình sát mép ở dưới đây luôn. Ok chưa bạn? Đây, vậy là mình đã gắn được một cái như này rồi. Đây các bạn này, một cái thanh như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được một cái thanh như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng kéo nhé. Các bạn sẽ cắt cái phần thừa này đi giúp mình này. Đây các bạn sẽ cắt cái phần thừa này đi giúp mình. Đây, cắt cái phần thừa này đi. Ok chưa? Đây. Tiếp tục, phần này các bạn cũng cắt phần thừa này đi. Đấy. Vâng, vậy là mình đã có một thanh như này. Vậy là mình đã có một thanh như này. Thì sau khi các bạn đã có một thanh như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đến này, 1 2 3. 1 2 3 nhá. Đấy là cái cây ở giữa này. Các bạn sẽ dùng thước. Đây, cây ở giữa thì các bạn sẽ dùng thước như này. Các bạn sẽ đặt ở giữa như này các bạn nhé. Đây, đánh dấu ở dưới như này. Các bạn sẽ đánh dấu ở dưới như vậy, đúng không ạ? Ok. Rồi sau khi các bạn đã đánh dấu ở dưới rồi thì bây giờ các bạn sẽ kẻ cho mình một đường như này. Cái này mình đang làm mái nhà các bạn nhé, là một bên hông mái nhà này. Các bạn sẽ kẻ cho mình một đường thẳng xuống cái chỗ mà các bạn đã đánh dấu 3 cm này. Bạn thấy không ạ? Đấy. Ok, và tiếp tục bên này cũng vậy. Đây, bên này các bạn cũng vậy nhé. Đây, mình đánh dấu ở bên ngoài để cho kỳ kẻ này. Đây, mình đánh dấu bên ngoài để kẻ nhé. Vâng, tiếp tục các bạn sẽ kẻ cho mình một đường ở bên này, ở ngoài này. Ok chưa? Đấy, vậy là mình đã kẻ được như này, đúng không bạn? Ok, bây giờ mình sẽ cắt nó các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cắt nó này. Bây giờ bạn sẽ dùng kéo, bạn sẽ cắt cái mái nhà giúp mình. Đấy, chiếu của mái nhà này. Bạn dùng kéo, bạn sẽ cắt nha. Các bạn mà không dùng kéo, bạn có thể dùng dao rọc giấy, bạn cắt cũng được. Ok các bạn, cái này dao rọc giấy các bạn cũng kẻ rạch rạch xong các bạn bẻ cũng được nhé. Đấy, vậy là mình đã cắt được như này các bạn này. Đấy, bạn thấy không ạ? Rất là đẹp như này. Vâng, và tiếp tục ở bên này. Đây, bên này mình cũng cắt như vậy nhé. Đây, bên này các bạn cũng cắt mái giúp mình này. Đây, các bạn cũng cắt ngược lên giúp mình. Vậy là mình sắp có một cái mái nhà rất là đẹp đấy. Đây, mình đang hướng dẫn các bạn cách làm mái nhà nhá. Ok, đây. Mình đảm bảo các bạn luôn ngôi nhà sàn này các bạn để trang trí cực kỳ đẹp luôn. Đây, vậy là mình đã cắt xong một cái mái như này. Vâng, và tiếp theo bây giờ các bạn sẽ đo này giúp mình nhé. Đây các bạn sẽ đo từ mép này này. Đây bạn sẽ đo từ mép này xuống như đây là 8 phần 1. Đây các bạn nhé, 8 phần 8,1 cm này.
Đây bạn sẽ đánh dấu ở đây giúp mình. Đây bạn sẽ đánh dấu ở đây giúp mình 8,1 nhá. Vâng, bên này cũng vậy, 8,1. Coi như là dưới đây mình chỉ cắt một chút thôi, mình chỉ cắt một tí tí thôi bạn nhá. Một chút thôi bạn ạ. Đây 8,1 này. Ok. Sau khi cắt được đánh dấu được 8,1 thì bây giờ mình sẽ kéo một đường ở đây để mình cắt dưới đây cho nó phẳng nhau nhá. Ok chưa bạn? Đây. Đây, bạn sẽ kéo một đường như này và bạn sẽ dùng kéo bạn sẽ cắt cho nó phẳng nhau. Đây. Đấy, cắt coi như là đây các bạn này. Đấy, cắt cái phần này để cho nó phẳng nhau thôi nhé. Đấy, cắt phần này cho nó phẳng nhau này. Cho nó phẳng ở dưới, có mặt phẳng ở dưới nhé. Đấy, các bạn sẽ cắt dưới đây cho nó có mặt phẳng này. Ok chưa bạn? Đây, bạn thấy không? Đấy, chính xác luôn nhé. Đấy, bạn đo cho mình và bạn sẽ cắt như vậy giúp mình. Ok, vậy là mình đã có một cái như này. Đây, vậy là mình đã có một cái khung hình mái nhà như này. Đây, hình mái nhà như này. Vâng, thì đối với cái khung này, các bạn sẽ làm cho mình hai cái. Đây. Các bạn sẽ làm cho mình hai cái như này bạn nhá. Đây bạn này, bằng nhau bạn nhá. Ok chưa? Đây, các bạn sẽ làm cho mình hai cái như thế này. Vâng, thì sau khi các bạn đã có hai cái như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đo như này giúp mình này. Các bạn sẽ đo như này giúp mình nhá. Đây. Các bạn sẽ đo ở lòng trong này. Đây, lòng trong như này. Để các bạn sẽ đếm này. Đây, 1 2 này, 1 2 thì các bạn sẽ cắt 3 cây ở đây. Đây là mình đang làm cửa sổ bạn nhé. Đây 1 2 3 này, các bạn sẽ 1 2 3. Vâng. 1 2 3 này thì bạn sẽ đo từ đây xuống này. Đây, bạn sẽ đo từ đây xuống bạn nhé. Đây, bạn sẽ đo từ ở đây đây 8 phân này. Đây, bạn sẽ đo từ đây 8 phân này. Ở trên đây các bạn sẽ đây các bạn sẽ trừ cho mình 1 2 3 này. Đây, 3 phân bạn nhé. Đấy. Và đây 1 2 3 này. Đấy, đây các bạn sẽ đánh dấu cho mình này. Đấy, ok chưa bạn? Ok chưa? Đấy, và đây các bạn sẽ đánh dấu ở giữa là cái cửa sổ của mình sẽ làm 3 phân các bạn nhé. Mình sẽ làm 3 phân, ok chưa? Đây, và đánh dấu số 5 này, và đánh dấu số 2 này. Đấy, và các bạn sẽ kẻ cho mình, đây là 3 phân, đây, 3 cái cây này cũng được hơn 3 phân một chút thì mình sẽ kẻ 3 phân nhé. Đấy, mình sẽ làm 3 phân, đấy các bạn sẽ kẻ 3 phân như này giúp mình. Ok chưa bạn? Mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể để các bạn làm một cái nhà sàn để trang trí từ que kem này đơn giản nhất. Bạn chỉ cần xem mình và nghe mình giới thiệu mình làm đâu, mình sẽ hướng dẫn bằng lời nói đấy, đúng không? Thì sau khi các bạn đã kẻ được như này rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng dao dọc giấy các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ dùng dao dọc giấy, đây dao dọc giấy, và các bạn sẽ kẻ như này và bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đây bạn nhé, đây bạn sẽ cắt như này giúp mình. Đấy, que kem các bạn dễ cắt thôi. Đấy, que kem các bạn dễ cắt thôi nhé. Đây, bạn sẽ dùng dao dọc giấy và bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Rất là dễ thôi, các bạn cứ cắt theo mình. Cực kỳ dễ, vâng. Đây, bạn. Đây, bạn sẽ dùng dao dọc giấy với que kem rất là dễ cắt các bạn nhé. Vâng, sau khi mình đã cắt được bên một chút bên ấy rồi, bây giờ mình lại lật lại bên này để mình cắt bên này nhé. Đây, mình sẽ cắt ở bên này. Ok chưa bạn? Rất đơn giản nha. Đây, ok chưa? Đấy, vâng, thì sau khi các bạn đã dùng dao đầu giấy bắt cắt thì các bạn sẽ bẻ nó ra giúp mình nhé. Đây, sẽ bẻ cái lỗ này ra giúp mình, cái cửa sổ này ra giúp mình. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã dùng dao dọc giấy mình cắt này, các bạn nhìn thấy không? Phẳng cực kỳ luôn. Đây, có căn bản là cái que kem này thì cắt rất là dễ thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn dùng dao dọc giấy bạn sẽ cắt như này giúp mình. Đây, 3 phân, ok chưa? Vâng, thì sau khi các bạn đã cắt được 3 phân như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ lấy một cái que tăm xin này các bạn này. Đây, que tăm xin thịt như này. Các bạn sẽ đua và bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đây, đua như này. Và bạn sẽ cắt một cây ở giữa như này giúp mình nhé. Đây, bạn sẽ cắt một cây ở giữa này. Ok, đây, mình sẽ lấy kéo, mình sẽ cắt cây ở giữa một cây này. Sau khi đua xong thì bây giờ mình sẽ cắt nhé. Đây, mình sẽ cắt như này. Vâng, thì sau khi đã cắt xong thì mình đã có một cái cây như này. Mình đang làm cái then của cửa sổ các bạn nhé. Đây, làm cái then của cửa sổ này. Đây, xong một cửa sổ như này. Thì các bạn sẽ đo và các bạn sẽ gắn nó lại như này giúp mình này. Đây, đang hơi chật một chút nhá. Thì bây giờ mình sẽ cắt bớt đi một chút nữa. Đây, mình sẽ cắt bớt đi một chút nữa này. Ok chưa? Đây. Vậy là mình đã cắt xong bạn nhá. Đây, đã vừa đấy bạn ạ. Đây, vậy là đã vừa đấy. Ok chưa? Đây. Đây, các bạn sẽ gắn như này giúp mình nhá. Đây, các bạn sẽ bỏ như này này, bỏ vào dưới như này. Đây, bỏ vào cái then ở dưới như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã bỏ cái then ở dưới rồi thì bây giờ các bạn sẽ bắn một chút keo lên nhá. Đây, các bạn sẽ bắn một chút keo lên này. Đây, các bạn sẽ bắn một chút keo lên để cho nó dính các bạn nhá. Ok chưa?
Vâng, ở đây mình sẽ bắn một chú kiều như đây cho nó dính chắc luôn này. Ok chưa bạn? Vâng, thì sau khi các bạn đã được như này rồi, đây, sau khi các bạn đã được gắn một cái thiên như này, đây các bạn này, cái thiên như này các bạn nhé. Đấy, vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được một cái thiên như vậy rồi, thì bây giờ tiếp tục các bạn sẽ đôi cho mình này. Đây, các bạn sẽ đôi cho mình, ướm cho mình đây các bạn nhé. Đây, bạn sẽ ướm cho bên này này. Ok, bây giờ mình sẽ bạn sẽ ướm cho bên này giúp mình và đánh dấu này. Đấy, bạn sẽ đánh dấu như này giúp mình nhé. Và bây giờ mình sẽ cắt nó này. Đây, bây giờ mình sẽ cắt nó. Bạn dùng kéo bạn sẽ cắt nó như này giúp mình nhá. Ok, đây. Vậy là mình đã cắt được một cái thiên như này nữa này. Đây, một cái thiên như này. Thì các bạn sẽ gắn nó vào bên này nhá. Đây, gắn nó vào bên này. Đặt nó vào bên này này. Đấy, chia ô cửa sổ ra bạn nhá. Đây, bạn thấy đẹp chưa? Vâng, thì sau khi mình đã lắp xong thì bây giờ mình cũng bắn một chút kiều vào đây. Để cho nó giữ lại. Mặt này, mặt trong các bạn cứ bắn thoải mái nhá. Không phải gì, đây. Lát nữa mặt này là mặt ngoài này. Nên không sao. Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được như này rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn lại đô bên này. Đây, bạn lại đô bên này nhá. Đây, bạn lại đô bên này và bạn thử đánh dấu lại giúp mình. Đây, ok. Sau khi đánh dấu xong bây giờ mình cũng cắt nó này. Đây, mình cũng cắt như này. Mình đảm bảo bạn luôn ngôi nhà sàn cực kỳ đẹp luôn bạn nhá. Vâng, đây, các bạn sẽ đặt nó ở bên này. Ok chưa? Đây, bạn sẽ đặt nó ở bên này nhá. Vâng, sau khi bạn đã đặt xong thì bây giờ các bạn cùng bắn keo dính lại giúp mình. Đấy, bạn cùng bắn keo bạn dính lại như này giúp mình này. Đẹp chưa các bạn? Quá là đẹp như này. Và sau khi đã được như này rồi, sau khi các bạn đã gắn được như này thì bây giờ các bạn sẽ lật lại như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ lật lại như này giúp mình. Đẹp chưa các bạn? Lật lại như này nhá. Các bạn sẽ lật lại như này giúp mình này. Ok, thì bây giờ đến công đoạn tiếp theo. Đấy là các bạn sẽ dùng dao lọc giấy này. Đây, các bạn sẽ dùng dao lọc giấy. Và các bạn cái que kem này, các bạn sẽ cắt đôi như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ cắt đôi như này giúp mình nhé. Đây bạn sẽ cắt đôi ra như này giúp mình này. Đây bạn. Đây, bạn sẽ rạch đôi cái que kem này ra giúp mình. Đây, rạch đôi này ra bạn nha. Đây là mình đang làm khung bô của cửa sổ nhá. Mình đang làm khung bô các bạn ạ. Đây, bạn sẽ rạch đôi ra như này giúp mình nhá. Đây, bạn sẽ rạch đôi ra như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ xẻ đôi ra như này giúp mình. Ok chưa bạn? Đây, bạn sẽ xẻ đôi ra như này giúp mình này. Đây, vâng, vậy là các bạn sẽ đôi ra như này giúp mình nhé. Đây các bạn, các bạn sẽ đôi ra như này giúp mình, ok bạn. Đây các bạn ơi, sau khi các bạn đã sẽ đôi cái đây, cái que kem của mình được như này. Ok chưa bạn? Đây thì bạn, đây, phần này là phần sau đúng không ạ? Phần này là phần trong này, thì các bạn sẽ lật quay ra phần ngoài như này. Và mình sẽ làm khung bô cho nó nhé. Đây các bạn sẽ cắt bằng đầu như này giúp mình này. Cắt bằng một đầu như này giúp mình, ok chưa? Và bạn sẽ đôi như này. Đây bạn sẽ đôi như này giúp mình nhé. Đây, và bạn sẽ đánh dấu lại này. Đây, bạn sẽ đánh dấu lại như này. Và bạn sẽ cắt cho mình này. Đây, bạn sẽ cắt cho mình như này. Đấy. Và đối với cái này các bạn sẽ cắt cho mình hai cái nhé. Đây. Đối với cái này các bạn sẽ cắt cho mình hai cái này. Đây, bạn sẽ đùa và bạn sẽ cắt cho mình hai cái. Hai cái như này các bạn nhá. Đấy, bạn sẽ cắt cho mình hai cái như này. Ok. Vậy là mình đã cắt xong hai cái như này. Và tiếp theo các bạn sẽ cắt bằng đầu đi tiếp theo này, cái cây này, bạn sẽ cắt bằng đầu đi. Và các bạn cũng đôi như này giúp mình này. Đây, đôi như này. Đấy. Vì cái này nó là 3 phần với hơn 3 phần một chút thì các bạn phải đô các bạn nhé. Không cắt giống nhau được. Ok. Đây. Tiếp theo các bạn sẽ cắt. Đây, cắt cho mình này. Đấy, giữa này và các bạn sẽ cắt giúp mình như vậy. Ok chưa các bạn? Đây, tiếp theo mình lại cắt thêm một cây nữa các bạn nhé. Cái này các bạn cũng cắt thêm một cây nữa này. Đấy các bạn. Đấy, ok. Vậy là mình đã có 4 cây như này. Đấy bạn nhé. Vâng, và bây giờ 4 cây như này thì các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Và các bạn sẽ cắt chéo góc như này giúp mình này. Đấy, cắt chéo góc như này. Đấy bạn nhá. Chéo góc này. Đấy. Và bên này các bạn cũng cắt chéo góc bên này. Ok chưa bạn? Đây, các bạn sẽ cắt chéo góc như này nhá. Đấy, mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể luôn. Vâng, sau khi các bạn đã cắt chéo góc như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ gắn nó vào đây giúp mình này. Đây, các bạn sẽ gắn nó vào đây. Đấy, các bạn sẽ gắn nó vào đây nhá. Vâng, vào đây. Cái bên này các bạn cũng cắt chéo góc như giúp mình này. Đây. Cái bên này các bạn cũng cắt chéo góc như này giúp mình nhá. Đấy, chéo góc này, cắt góc như này giúp mình. Vâng, tiếp theo, cái này các bạn cũng cắt chéo góc như này giúp mình. Đấy, ok chưa? Vậy là mình đã cắt được hai cái chéo góc như này. Và các bạn sẽ đặt ở đây. Các bạn sẽ ướm ở đây các bạn nhá. Các bạn sẽ đặt ở đây đi. Vâng, lát nữa bây giờ mình sẽ đây, còn cái này các bạn cùng cắt chéo góc giúp mình nhá. Đây, cái này các bạn cùng cắt chéo góc này.
Đây, cái này các bạn cùng cắt xéo góc như này giúp mình. Ok chưa? Vâng, và tiếp theo cái này các bạn cùng cắt xéo góc này. Đây, cắt xéo góc nhá. Đây. Vâng, và các bạn sẽ đặt nó ở đây. Đây các bạn, các bạn sẽ gắn nó ở đây các bạn nhá. Đây, các bạn sẽ gắn nó ở đây các bạn này. Đẹp chưa các bạn? Cực kỳ đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, ok chưa các bạn? Đấy. Vậy là mình đã làm một cái khung bua cửa sổ như này. Vâng, và tiếp tục cái bên này. Các bạn cùng làm như vậy giúp mình nhá. Đây, cái bên này này. Các bạn cùng làm như vậy giúp mình. Ok. Đây. Đây, cái bên này các bạn cùng cắt xéo góc và các bạn làm khung bua giúp mình. Đây là khung bua các bạn nhá. Đây, cái này các bạn làm khung bua này. Đây các bạn. Đây các bạn nhá, các bạn sẽ đặt như này. Bạn sẽ ướm vào nhá, ướm vào này. Đấy, bạn sẽ ướm vào như này giúp mình. Ok chưa bạn? Đấy, bạn sẽ ướm vào như vậy giúp mình. Nó hơi nhỏ nên các bạn làm cẩn thận nhá. Vâng, đây. Vậy là mình đã cắt khung bô của cửa sổ xong như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã cắt xong được như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng keo, các bạn sẽ gắn lại giúp mình nhá. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã gắn xong khung bô của cái cửa sổ, bạn nhìn thấy không? Và chà, quá là hoành tráng, đẹp chưa bạn? Cực kỳ đẹp như này, các bạn thấy thế nào? Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm xong hai cái mái này, hai cái bên hông như này, rất là đẹp, rất là đều nhau, và cái khung bô cửa sổ như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn xong được hai cái này rồi thì bây giờ mình sẽ để nó ở bên ngoài. Vâng, mình sẽ để nó ở bên ngoài. Và bây giờ đến công đoạn tiếp theo. Đấy là các bạn sẽ gắn cho mình nhá. Bây giờ đến công đoạn tiếp theo, các bạn sẽ lấy cho mình 14 cây như này. 14 que kem như này. Vâng, các bạn sẽ đếm cho mình 14 que các bạn nhá. Đây, các bạn sẽ đếm cho mình 14 que. Đây, các bạn sẽ tìm cái que nào nó phẳng, nó đẹp nhá. Đây, 14 que này. Đây, 14 que các bạn sẽ đếm giúp mình. Đây, các bạn sẽ đếm giúp mình nhá. Đây, tiếp tục các bạn sẽ đếm giúp mình này. Xem đúng 14 que chưa? Vâng, đây mình đếm này. 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 14. Vâng, thừa 3 que các bạn ạ. Vâng, thừa 3 que thì mình sẽ lấy ra 2 này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vâng. Vậy là 14 que các bạn nhá. Đây, 14 que mình sẽ chọn cái que đẹp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 que các bạn nhá. Vâng. Thì sau khi các bạn đã có 14 que như này rồi. Sau khi các bạn đã có 14 que như này thì bây giờ các bạn cũng làm phẳng cái mặt phẳng của nó như này giúp mình này. Đây, cũng làm phẳng một cái mặt phẳng như này giúp mình. Đây, làm phẳng nó nhá. Đây các bạn, bạn làm phẳng nó như này. Ok chưa bạn? Đây, bạn làm phẳng như nó. Rất là đẹp đúng không bạn nhá. Đây, bạn làm phẳng nó như này vậy giúp mình nha. Ok. Đấy. Vâng, thì sau khi các bạn đã làm phẳng xong thì bây giờ các bạn sẽ đây, lấy một que kem và các bạn sẽ bắn và các bạn sẽ gắn chúng lại với nhau như này giúp mình. Đấy các bạn này, các bạn sẽ gắn đây, các bạn sẽ bắn keo lên cái cây này và các bạn sẽ gắn chúng lại với nhau thành một cái thanh các bạn nhá. Đây. Bạn sẽ gắn như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn vào đây giúp mình. Đây, bạn sẽ gắn vào đây giúp mình nhá. Ok, vậy là mình đã đặt nó được như vậy rồi. Ok, vậy là mình đã đặt được nó như vậy. Vâng, và bây giờ đến câu đoạn tiếp theo. Đây là mình sẽ lấy một cái cây ngắn hơn bạn nhé. Đây, cái cây này ngắn hơn như này, mình sẽ bôi keo và mình sẽ gắn nó này. Đây, bạn sẽ bôi keo vào, bạn sẽ gắn nó. Đây các bạn. Đây các bạn nha. Bạn sẽ gắn nó như này giúp mình. Đây, bạn sẽ gắn nó lại như này giúp mình. Vâng, đấy. Vậy là mình đã khóa xong, vậy là mình đã gắn được một thanh như này. Vâng, và tiếp theo ở dưới đây, các bạn cùng gắn như vậy giúp mình. Đây, ở dưới đây này. Dưới đây các bạn cùng gắn như vậy nha. Phải gắn cả hai đầu cho nó không bị bong các bạn nhé. Đây, bạn phải gắn cả hai đầu. Ok, và đầu này mình cũng gắn nó lại như này. Đấy, đầu này mình cũng gắn nó lại như vậy nhá. Ok chứ các bạn? Rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, và tiếp theo. Đây, còn cái cây ngắn như này mình cũng bắn keo vào, mình sẽ gắn nó thôi. Nó hơi cầu kỳ một chút, các bạn phải để ý mình làm nhá. Để ý mình làm. Đây, các bạn nhớ là phải để ý mình làm đấy. Mới làm được các bạn ạ. Nếu bạn không để ý mình làm là không làm được đâu. Ok. Vậy là sau khi mình đã gắn được một thanh như này. Đây, một thanh như này các bạn này. Vâng, thì sau khi đã gắn được một thanh như này rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai thanh như này. Đây, hai thanh 14 que các bạn nhé. Đây, bằng nhau chưa các bạn? Đấy, hai thanh 14 que như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã chuẩn bị được hai thanh như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ lấy, đây các bạn sẽ lấy một cái này các bạn nhé. Đây các bạn, bạn sẽ lấy một cái khung của mình này. Đây, khung của mình. Và các bạn sẽ đo này. Đây, các bạn sẽ ướm vào đây giúp mình này. Đầu tiên các bạn sẽ ướm vào đây giúp mình. Đây các bạn sẽ cắt bằng mép nhé. Đây bằng mép này. Các bạn sẽ đo cho mình 8 phần
8/1 bạn nhé. Đây, 8,1 cm này. Bây giờ mình sẽ đo 8,1 cm. Và bây giờ mình sẽ rạch một đường ở đây để lấy đường phẳng nhé. Đây, mình sẽ rạch ở đây lấy đường phẳng này. 8,1. Đây, mình sẽ rạch một đường ở đây đi. Rạch một đường ở đây các bạn nhé. Đấy, mình ướm thử xem có đúng với cái cây nước của mình không này. Đây, cây khóa của mình không. 8,1. Thì xuống dưới này các bạn ạ. Thì các bạn phải cắt sát mép luôn. Vâng, cắt sát mép cái này luôn các bạn nhé. Đây, mình sẽ đo và cắt sát mép cái này luôn. Đây các bạn. Đấy, bạn sẽ để thước như này. Để thước như này. Và bạn sẽ lấy bút chì. Bạn sẽ kẻ cho mình một đường này. Đấy các bạn. Đấy, bạn sẽ kẻ cho mình một đường như này. Ok chưa bạn? Đây, bạn sẽ kẻ cho mình một đường như vậy nhá. Đấy. Vâng, sau khi các bạn đã kẻ một đường như này rồi thì bạn sẽ cắt giúp mình. Đây các bạn. Không thì các bạn sẽ đo luôn. Đây các bạn này, các bạn sẽ đo luôn 8,1 cm này xuống như này. 8,1 cm, các bạn sẽ đánh dấu ở đây một, đây đánh một dấu này. Và tiếp theo, bên này các bạn cũng đo như vậy nhá. Cũng 8,1 cm này. Đây, 8,1 các bạn. Đây, đấy. Và các bạn sẽ kẻ một đường. Đây. Ok, giờ các bạn phải cắt bằng nhau rồi lát nữa mình gắn nó với đẹp các bạn nha, đi vuông được ngôi nhà. Đây, đấy, ok chưa? Vâng. Vậy là mình đã đo xong. Đây, vậy là mình đã đo xong 8,1. Vâng. Và hai cái thanh này, đây, hai cái thanh này các bạn cùng cắt như vậy giúp mình nhá. Cùng đo và các bạn cắt giúp mình. Ok, và bạn cắt cùng mình nha. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã cắt xong được hai tấm bằng nhau như này. Bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Đây. Rất là bằng nhau nhá. Rất là đẹp này, bạn nhìn thấy không? Đây, rất là bằng nhau, rất là đẹp luôn. Vâng, thì sau khi các bạn đã cắt được, bạn đã gắn và cắt được hai tấm như này rồi. Đây, hai tấm như này. Vâng, thì bây giờ các bạn sẽ để một tấm nguyên này, một tấm nguyên các bạn nhá, không sử dụng gì hết, một tấm nguyên như này. Vâng, và còn một tấm này thì các bạn sẽ đo giúp mình này, các bạn sẽ đây một tấm nguyên và một tấm này các bạn sẽ đây một tấm nguyên và một tấm này các bạn sẽ làm giúp mình này. Bây giờ mình sẽ làm một cái cửa chính và một tiếp tục một cái cửa sổ. Vâng, thì bạn sẽ đếm giúp mình này. Bây giờ các bạn sẽ đếm giúp mình nhá. Bây giờ các bạn sẽ đếm giúp mình như này. Các bạn sẽ đếm từ ngoài vào đây, từ mặt này này, từ bên tay trái, tay phải mình trở lại này. 1, 2, 3 các bạn nhé. Đây, 3 thì các bạn sẽ đánh dấu vào cây thứ tư này này. Thì các bạn sẽ đo vào mấy phần, 3, 8/1 này. Thì đây các bạn sẽ đo xuống cho mình 2 phân này. Đây, các bạn sẽ đo xuống cho mình 2 phân như này. Đây các bạn, 2 phân. 2 phân như này. Ok, thì sau khi các bạn đã đo được xuống 2 phân như này rồi. 2 phân như này này. Đấy, 2 phân. Thì ở đây các bạn cũng phải đo giúp cho mình này. 1. 2, 3 phần này. Đấy, 3 phần các bạn nhá. Đây, các bạn đo cho mình 3 phần. 1, 2, 3 này. Đấy, 3 phần như này. Vâng, trên đây là 2 phần các bạn nhá. Trên đây là 2 phần. Vâng, thì sau khi các bạn đã đo được như này rồi thì các bạn đếm này. 1, 2, 3, 4. Đấy, cây thứ 4 các bạn nhá. Đây, cây thứ 4 này. Cái then thứ 4 thì các bạn cũng đo giúp cho mình. Đây, các bạn cũng đánh dấu giúp cho mình này. Đây, cũng đánh dấu giúp cho mình như này. Và các bạn cũng đánh dấu 2 phần này. Đấy, và đây cũng là số 5, 3 phần ở dưới này. Ok, sau khi bạn này đánh dấu xong thì bây giờ các bạn cùng kéo một đường. Đây, mình đang làm cửa sổ và cửa chính một cái thanh thiên này bạn nhé. Đấy, thiên này thiên đằng trước. Thanh này thanh đằng trước bạn nhé. Đấy, thanh đằng trước rất là đẹp luôn bạn ạ. Đây, bạn cùng gạch một đường như này. Vâng, và như này các bạn cùng lấy dao đọc giấy bạn sẽ cắt cho mình nhé. Vâng, và tiếp theo các bạn sẽ đếm cho mình này. 1, 2, các bạn sẽ cách ra hai thiên như này. Hai thiên các bạn nhé. Đây, hai thiên, 1, 2 này. Và cái thiên này các bạn sẽ đánh dấu vào đây, các bạn sẽ đua xuống cho mình này. Cái này các bạn sẽ đua xuống cho mình 2/2 đi. Cái này các bạn sẽ đua xuống cho mình 2/2 nhá. Đây, 2/2 này. Đây, 2/2 như này. Ok chưa bạn? Và các bạn sẽ đua, bạn sẽ đếm cho mình này. 1 2 3 4. Đấy, ra cái thanh thứ 4 này các bạn cũng đánh dấu vào 2/2 này. Đây, các bạn cũng đánh dấu vào 2/2 nhá. Đây, 2/2 của mình đây. Ok, và các bạn sẽ kẻ cho mình một đường. Đây là mình đang làm cửa chính này. Đây, mình đang làm cửa chính nhá. Đấy, và các bạn hãy đánh dấu 4 thiên như này. 1, 2, 3, 4. Ok chưa bạn? Đấy. Vâng, thì sau khi các bạn đã được như này rồi, sau khi các bạn đã kẻ được ngay đôi như này, mình đã hướng dẫn rất cặn kẽ rồi, thì các bạn sẽ dùng dao đọc giấy. Vâng, các bạn sẽ cắt đây. Đây các bạn này. Đây một đường này. Đây một đường. Và đây các bạn chỉ cắt một đường xong các bạn tháo cái thiên này ra giúp mình. Ok. Vâng, và các bạn cắt cùng mình nhá. Ok các bạn. Đấy các bạn ơi, vậy là mình đã cắt xong các bạn nhá. Rồi, vậy là mình đã cắt xong khung cửa sổ đằng trước của mình này và cửa chính này. Vâng, thì đối với cái cửa chính này, đấy cái cửa chính này này, các bạn chỉ cần làm khung bo thôi. Đây, khung bo giống này thôi nhá. Đây khung bo này. Và cái cửa sổ này thì các bạn cũng làm khung bo và làm cái then giống y như cái cửa sổ này giúp mình nhá. Đây,
bạn cũng làm giống như cái này bên này giúp mình, ok bạn, và các bạn cùng làm giống mình nhé, ok bạn. Đấy bạn ơi, vậy là mình đã làm xong cái khung bô của cái này, bạn nhìn thấy không, đẹp chưa bạn? Đây khung bô cửa sổ và khung bô cửa chính này, đấy bạn nhìn thấy chưa, đẹp chưa, hoành tráng chưa bạn, quá đẹp. Vâng, làm cách nào thì mình đã hướng dẫn các bạn từ lúc nãy rồi, thì bây giờ các bạn cứ vậy các làm, các bạn làm thôi. Vâng, vậy là mình đã xong được 4 món như này này, đây hai món như này, hai món này và hai món như này, đấy bạn nhá. Vâng, vậy là mình đã xong được 4 món như này. Vâng, ok, sau khi các bạn đã xong được như vậy rồi thì bây giờ các bạn lại tiếp tục gắn cho mình này. Đây, các bạn sẽ gắn cho mình các bạn sẽ gắn cho mình 14 cây này bạn nhé. Đây, 2 4 6 8 10 12 14. Vâng, thì các bạn chỉ gắn một đầu này thôi này. Đấy, các bạn chỉ gắn một đầu này thôi nhá. Vâng, sau khi các bạn đã gắn được một đầu này rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn sẽ, đây các bạn sẽ kẻ cho mình một đường như này này. Đây, các bạn sẽ kẻ cho mình một đường ở đây bạn nhá. Đây, các bạn sẽ kẻ cho mình một đường như này này. Đây, bạn sẽ kéo cho mình một đường và bạn lấy bút chì bạn kéo giúp mình nhá. Đây, mình sẽ lấy bút chì mình kéo một đường ở đây này. Đây, bạn sẽ kéo một đường ở đây và bạn sẽ cắt cho nó phẳng đi giúp mình. Đây, các bạn sẽ cắt phẳng đi ở đầu này đi giúp mình nhá. Và đầu này, các bạn sẽ lấy kéo bạn sẽ cắt phẳng đi giúp mình. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã cắt xong phẳng một đầu như này này. Đây, phẳng một đầu như này. Vâng, thì sau khi bạn đã cắt xong như vậy rồi thì bây giờ bạn sẽ đếm giúp mình nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Đây, cây thứ 8 như này các bạn nhá. Cây thứ 8 này thì các bạn sẽ, đây các bạn sẽ, đây các bạn sẽ gắn lên đây giúp mình này. Đây các bạn sẽ gắn cao đây. Đây có thể là các bạn, cây này các bạn sẽ gắn nguyên một cây cao lên đây giúp mình luôn này. Đấy, một cây cao các bạn sẽ gắn luôn lên đây các bạn nhá. Vâng, bây giờ mình sẽ bắn keo lên đây này. Đây. Giờ mình sẽ bắn keo lên đây các bạn này. Đấy, mình sẽ bắn keo lên đây các bạn nhá. Lên cái thanh này và mình sẽ gắn luôn lên đây luôn nhá. Đấy, mình sẽ gắn lên đây luôn bạn này. Đấy, gắn thế này cho nó phẳng luôn các bạn ạ. Ok. Thì sau khi mình đã gắn xong được như vậy rồi. Đây, sau khi mình đã gắn xong được như này. Đây bạn. Ok chưa bạn? Đấy, thì bây giờ đến công đoạn tiếp theo. Đây bạn này, đấy, bây giờ đến công đoạn tiếp theo các bạn nhá. Đây bạn, đấy. Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được như này rồi thì bây giờ đến công đoạn tiếp theo bạn sẽ lấy cái này này. Đây, lấy cái này của mình nhá. Các bạn sẽ ướm như này giúp mình này. Đây, ướm như này giúp mình nhá. Đây, bạn sẽ ướm như này. Đây, bằng cái mép này giúp mình này. Đây, bằng cái mép này. Đấy, các bạn sẽ bằng ướm bằng cái mép này nhá. Không, hở ra một chút nhá. Các bạn sẽ hở ra một chút như này này. Hở là bằng cái mép, bằng mép đi bạn này, bằng mép nhá. Vâng, thì sau khi bằng mép xong thì bây giờ ướm bằng mép xong thì bây giờ các bạn sẽ dùng, đây, mình để như này các bạn dễ nhìn này. Đây, mình để như này cho các bạn dễ nhìn nhá. Bằng mép này và các bạn sẽ đánh dấu lại đây giúp mình này. Đây, các bạn sẽ đánh dấu lại đây giúp mình. Ok chưa bạn? Vâng, và đối với bên này. Đây. Đấy các bạn sẽ đếm này, 1 2 3 4 5 6 này. Đấy, 6, cái thanh thứ 6 các bạn cùng đếm, cùng ướm như vậy và các bạn cùng đánh dấu lại giúp mình này. Đây, cùng đánh dấu vào thanh thứ 6 như này giúp mình nhá. Đây, cùng đánh dấu vào thanh thứ 6 như này. Ok chưa? Thì sau khi các bạn đã ướm được cái thanh như vậy rồi. Đây. Đấy, sau khi các bạn đã ướm được cái thanh như đây các bạn này. Đấy. Vâng, thì ướm được cái thanh như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ gắn như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ gắn như này giúp mình nhá. Đây các bạn sẽ gắn như này giúp mình. Đây. Đấy bạn. Đây các bạn này, đây các bạn sẽ gắn như vậy giúp mình nhá. Ok chưa bạn? Đây, mình sẽ bôi keo lên mình sẽ gắn nó này. Bạn sẽ gắn sát mép ở dưới đây giúp mình này. Đây các bạn sẽ gắn sát mép ở dưới đây giúp mình nhá. Ok chưa? Đấy. Vâng. Thì sau khi các bạn đã gắn được như này rồi, sau khi các bạn đã gắn được sát mép như này rồi này. Đấy, gắn được sát mép như này rồi này. Ok chưa bạn? Đây, gắn sát mép như này thì các bạn sẽ, đây bạn nhé, các bạn sẽ lấy cắt cho mình một thanh nữa này. Đây, bạn sẽ cắt cho mình một một thanh nữa bạn nhé. Đây, một cái thanh này nữa này. Và các bạn sẽ gắn vào đây giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn vào đây giúp mình nhá. Đây, sau khi đã gắn xong thì bây giờ các bạn cùng gắn vào đây giúp mình. Đây, cắt cho bằng phẳng ở đây nhá. Đấy, các bạn sẽ gắn vào đây này. Đây, gắn vào. Đấy, các bạn nhớ các bạn đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, 6 nhá. Các bạn sẽ gắn vào thanh thứ 6 này. Đây, bạn sẽ gắn nó vào giữa như thanh thứ 6 như này. Đây các bạn. Đây, bạn sẽ gắn nó chồng lên cái thanh thứ 6 nhá. Đấy, chồng lên thanh thứ 6 như vậy. Ok chưa bạn? Vậy là mình đã gắn được như này này. Đấy, vậy là mình đã gắn được như này. Vâng. Và tiếp theo. Tiếp theo ở bên này các bạn nhá. Đây, bên này các bạn cũng đua như vậy giúp mình này. Đây, bên này các bạn cũng đua như vậy giúp mình nhá. Đây. Bạn cũng đua như vậy này. Đây, bạn cũng đánh dấu lại giúp mình nhá. Đây, bạn sẽ đánh dấu lại như này giúp mình này. Ok, và các bạn sẽ đánh dấu vào thanh thứ 8 này. Đây, thanh thứ 8 các bạn cũng đánh dấu như vậy giúp mình nhé.
Đây, thanh thứ 8 này, các bạn cũng đánh dấu như lại như vậy giúp mình. Đây. Đây, các bạn. Đấy, đánh dấu như vậy, vâng. Thì sau khi đã đánh dấu xong thì bây giờ các bạn sẽ dùng thước bạn để kéo giúp mình này. Đây, bạn sẽ dùng thước bạn để kéo cho mình một đường như này. Ok chưa bạn? Rất là đẹp luôn nha. Rồi. Bạn sẽ dùng thước bạn sẽ kéo một đường như này. Ok chưa bạn? Rồi. Đây. Đây bạn nhá. Rồi sau khi các bạn đã kéo được một đường như này thì bây giờ các bạn sẽ dùng dao dọc giấy bạn sẽ cắt giúp mình. Đây bạn này. Các bạn sẽ dùng dao dọc giấy bạn sẽ cắt giúp mình nhá. Đây, các bạn sẽ cắt phần này đi này. Đây, cắt phần bố này đi. Cắt từ cây số 8 này đến đây, các bạn sẽ cắt bố đi giúp mình nhá. Đấy, mình đánh dấu X này. Ok chưa bạn? Đây, các bạn sẽ cắt bố đi giúp mình. Ok các bạn. Đây bạn ơi, vậy là mình đã cắt xong nhá. Đây, các bạn sẽ cắt như thế này giúp mình. Và cái này này, cái này các bạn để lại nhá, để mình làm chân đấy. Cái này mình để lại để mình làm chân nhá. Và bây giờ đến cái đoạn tiếp theo, đấy là phần này đây, phần này này. Các bạn sẽ cắt phẳng đi giúp mình. Đây. Đây, các bạn sẽ cắt phẳng đi như này giúp mình này. Cắt cho nó bằng đi. Đấy, cắt cho bằng mép luôn bạn nhá. Đấy bạn. Đây, bạn sẽ cắt cho nó phẳng như này này. Đấy, phẳng chưa bạn? Đấy. Vâng, thì sau khi các bạn đã cắt phẳng như này rồi. Sau khi các bạn đã cắt phẳng được như này này. Đấy. Thì bây giờ đến cái đoạn tiếp theo, các bạn sẽ gắn như này giúp mình nhá. Đây, bây giờ các bạn sẽ lấy que kem này, các bạn sẽ gắn như này. Đây, bạn sẽ gắn như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn cao lên như này giúp mình nhá. Đây. Gắn lên đây này, các bạn sẽ gắn vào giữa que kem này giúp mình nhá. Đây. Mình sẽ bôi keo vào đây này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắn keo vào đây. Ok. Sau khi bắn keo xong thì bây giờ các bạn sẽ lấy que kem, các bạn sẽ gắn vào giữa cái que kem như này này. Đấy, gắn vào giữa que kem như này giúp mình nhá. Đây bạn thấy không bạn? Đây. Bạn gắn vào giữa que kem như này giúp mình này. Đây bạn thấy không? Đấy, lòi lên nhá. Đây, nó lồi lên, nó trồi lên như vậy. Ok, sau khi các bạn đã gắn được như vậy rồi thì bây giờ tiếp theo ở phần này các bạn cũng gắn như vậy giúp mình này. Đây. Phần này các bạn cũng gắn như vậy giúp mình. Đây, đấy. Vâng. Và bây giờ mình cũng bôi keo lên này. Bây giờ mình cũng bôi keo lên các bạn nhá. Đấy, bôi keo lên như này. Và bây giờ mình cũng gắn nó này. Bây giờ mình sẽ cắt bằng một, đây, các bạn sẽ cắt phẳng một mặt đi này. Ok, phẳng một mặt như này nhá. Và các bạn sẽ gắn nó vào như này giúp mình. Đây, cũng gắn vào giữa que kem như này. Đấy, cũng gắn vào giữa que kem như này các bạn nhá. Đấy, làm G để lát nữa mình sẽ gắn cái kia lên các bạn nhá. Ok, sau khi các bạn đã gắn được như này rồi này. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ cắt cái phần này đi này. Cắt phẳng luôn nhá. Đấy, cắt phẳng luôn này. Ok, thì sau khi các bạn đã cắt phẳng như này rồi. Sau khi các bạn đã cắt phẳng như này thì bây giờ tiếp tục các bạn lại đây, các bạn sẽ gắn như như này. Đây, bạn là cùng bôi keo, bạn sẽ gắn nó nhá. Đây. Cùng bôi keo vào đây. Đấy. Và bạn sẽ gắn nó lại như này. Đây, bạn cùng gắn vào giữa que kem nhá. Đây, cùng gắn vào giữa que kem như vậy. Rất là đẹp đúng không bạn? Ok chưa bạn? Đây. Ok, vậy là sau khi mình đã gắn xong thì bây giờ mình cùng cắt cái phần thừa này đi này. Đây, đây mình cùng cắt cái phần thừa này đi. Vâng, và tiếp theo, đây, mặt này này, mặt này và mặt này, các bạn cùng gắn như vậy giúp mình nhá, cùng bọc nó như này giúp mình này. Đây, ok các bạn nhá. Vâng, đây các bạn ơi, vậy là mình đã gắn xong nhá. Đây, nó được lồi như này các bạn này. Đấy, nó được lên như này. Ok các bạn, đây. Đấy, gờ của nó đây. Vâng, vậy là sau khi mình đã gắn xong một cái mặt sàn này, một cái mặt sàn như này, vậy là mình đã xong được 5 món như vậy rồi đấy, 5 món như vậy rồi nhá. Đấy, 5 món. Và bây giờ mình đi làm chân cho nó. Và các bạn sẽ lấy một cái que kem như này này. Đây, các bạn sẽ đo cho mình 3 phân rưỡi các bạn nhá. Đây, các bạn sẽ đo cho mình 3 phân rưỡi này. 3 phân rưỡi các bạn nhá. Đây, 3 phân rưỡi này. Ok chưa bạn? 3 phân rưỡi. Và cái đầu tròn nó bạn để vậy nhá. Đây, bây giờ bạn sẽ cắt nó này. Đây, bạn sẽ cắt như thế này. Đây các bạn, đây bạn sẽ cắt nó như thế này. Ok chưa bạn? Thì sau khi các bạn đã cắt xong. Sau khi các bạn đã cắt xong thì bây giờ các bạn sẽ cắt tiếp cho mình một cái nữa bạn nhá. Đây. Bạn sẽ cắt tiếp cho mình một cái nữa như này. Ok chưa bạn? Đây, bạn sẽ đo và bạn sẽ cắt cho mình một cái nữa nha. Đấy, bạn sẽ cắt cho mình hai cái như này. Đấy, bạn sẽ cắt cho mình hai cái như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã cắt cho mình hai cái như này rồi thì bạn sẽ bôi keo vào đây. Bạn sẽ bôi keo vào hông như này cho mình này. Đấy, bắn keo vào hông như này. Đấy, và bạn sẽ gắn vuông góc với nhau lại như này cho mình này. Đây, bạn sẽ gắn hai cái vuông góc với nhau lại như này giúp mình nhá. Đây các bạn. Đây, bạn sẽ gắn vuông góc với nhau như này giúp mình nhá. Đây. Đây, vậy là cái chân của mình được như này. Đẹp chưa các bạn? Đây, vậy là cái chân của mình này. Ok chưa? Vâng, thì đối với cái chân này các bạn sẽ làm cho mình 5 cái như này này. Đây, 5 cái chân như này các bạn nhá. Đây, 5 cái chân như này. Vâng, thì bây giờ chân mình đã làm xong. Bây giờ chân mình đã làm xong thì bây giờ mình sẽ đi gắn nó các bạn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đi gắn nó thôi. Đây, bây giờ bạn sẽ gắn nó như này giúp mình này.
Đây các bạn, bạn sẽ gắn nó một cái. Đây các bạn sẽ gắn cho mình một cái vào đây này. Đây các bạn, bạn sẽ gắn cho mình một cái vào đây các bạn nhá. Đây bạn sẽ gắn cho mình một cái vào đây. Đấy bạn thấy không? Đẹp chưa bạn? Đây. Đấy, đẹp chưa các bạn? Quá là chất lượng uy tín chưa? Đây. Đấy, đẹp chưa các bạn? Quá là chất lượng luôn nhá. Vâng, và bây giờ mình sẽ trước khi mình gắn cái khung nhà này này thì bây giờ mình sẽ đi gắn chân nhá. Đây. Các bạn sẽ gắn chân vào đây giúp mình này. Đây, bạn sẽ bắn keo, bạn sẽ gắn chân vào đây giúp mình. Đây. Bạn sẽ gắn chân vào đây giúp mình nhá. Đây, bạn sẽ gắn chân vào đây giúp mình này. Ok chưa ạ? Đấy, gắn một chân vào đây. Vâng, và tiếp theo, bạn sẽ gắn chân vào đây giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn chân vào đây giúp mình. Đây, bạn sẽ gắn vào đây giúp mình nhá. Đây. Ok chưa ạ? Đấy, bạn sẽ gắn chân vào đấy. Vâng, và tiếp theo. Đây, bạn sẽ gắn chân vào đây giúp mình này. Đây các bạn, bạn sẽ gắn vào đây giúp mình. Đấy, tiếp một cái chân bên đây nữa. Đây, bạn thấy không bạn? Ok, thì sau khi mình đã gắn được ba cái như vậy rồi. Đây các bạn, và tiếp theo này. Tiếp theo các bạn sẽ gắn vào đây giúp mình này. Đây, tiếp theo các bạn sẽ gắn vào đây giúp mình nhá. Đấy, gắn chân vào đây giúp mình này. Ok, đây, mình đang nhìn xem nó có nó phẳng không. Đấy các bạn. Đấy, mình sẽ gắn cho nó thẳng nhá. Thẳng cái chân này này. Ok. Đấy, sau khi các bạn đã gắn được như vậy rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn sẽ gắn cho mình một cái chân vào đây này nhá. Đây, bạn sẽ gắn cho mình một cái chân vào đây này. Rất là đẹp đúng không bạn? Đây, bạn sẽ gắn cho mình một cái chân vào đây. Ok chưa bạn? Đấy, vậy là mình đã gắn 2 4 5 cái chân xong. Thì bây giờ các bạn sẽ đây, đấy bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Quá chất lượng luôn bạn ơi. Đây bạn này. Nhìn thấy đẹp chưa không? Thì sau khi các bạn đã gắn xong thì bây giờ đến công đoạn tiếp theo các bạn sẽ gắn cái này nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bắn keo vào cái này. Đây bạn, bây giờ mình sẽ bắn keo vào cái này này, mình sẽ gắn nó nhá. Đây, bắn keo vào và bạn sẽ gắn nó được mặt trước này. Đây, cái cửa sổ và cửa chính các bạn sẽ gắn vào mặt trước như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn vào mặt trước như này giúp mình nhá. Đây, bạn sẽ gắn vào mặt trước như này giúp mình này. Được chưa? Đây, các bạn sẽ gắn cho nó vuông góc với nhau nhá. Đây, vuông góc với nhau cho nó thẳng đứng như này. Ok chưa bạn? Đây, bạn sẽ gắn cho nó vuông góc và thẳng đứng nhá. Ok. Vậy là mình đã gắn xong một cái như này. Bạn thấy thế nào? Đẹp chưa? Vâng, thì sau khi bạn đã gắn được như vậy rồi thì bây giờ tiếp tục cái này. Các bạn sẽ gắn vào bên này nhé. Đây. Bạn sẽ gắn vào bên này này. Ok chưa bạn? Đây, các bạn sẽ gắn nó vào bên này nhá. Đây, các bạn sẽ gắn nó vào bên này. Ok chưa? Đây. Mình sẽ gắn nó vào bên này này. Ok. Thì các bạn sẽ gắn nó vào bên này giúp mình nhé. Đây. Đây, các bạn sẽ gắn nó vào bên này giúp mình này. Đây. Các bạn chờ mình một chút. Bạn chờ mình một chút nhá. Chờ mình một chút thôi. Đây, đây, bạn sẽ gắn nó vào bên này giúp mình. Ok, đây, bây giờ mình sẽ gắn nó nhá. Đây, bây giờ mình sẽ gắn nó này. Và bạn sẽ bôi keo vào đây. Đấy, bôi keo bên hông và bạn sẽ gắn nó bên này. Đây bạn, đấy bạn sẽ gắn nó ở bên này nhá. Đẹp chưa bạn? Quá là đẹp luôn. Đây. Đấy, bạn sẽ gắn nó như vậy. Đây, bây giờ mình đang chờ cho nó keo khô bạn nhé. Đây, mình đang chờ keo khô này. Vâng, vậy là keo mình đã khô như này. Đây, đây, rất là đẹp. Vâng, và tiếp theo. Tiếp theo các bạn sẽ gắn nó ở bên này. Đây, cái khung này các bạn sẽ gắn nó ở ngoài đây các bạn này. Đây, khung này các bạn sẽ gắn nó ở ngoài đây. Đấy, các bạn thấy ngôi nhà mình đẹp chưa bạn? Ngôi nhà sàn quá đẹp luôn. Vâng, và cái này. Đây, còn cái mái nhà này, các bạn sẽ gắn nó bên này giúp mình nhé. Đây, bạn sẽ gắn nó ở bên này. Đấy bạn, đấy bạn sẽ gắn nó bên này. Vâng, và các bạn cùng gắn giúp mình nhé. Đây, các bạn sẽ để như này và các bạn gắn lại giúp mình nhé. Đây, đấy, nó được nằm như này. Ok chưa bạn? Đây bạn ơi, vậy là mình đã gắn xong một cái. Đây, gắn xong ngôi nhà của mình như này. Đẹp chưa bạn? Đây, đấy, mặt trong này, mặt ngoài này các bạn nhìn thấy này. Cửa sổ này, bạn nhìn thấy ok chưa bạn? Đây, đấy, chân này rất là đẹp luôn bạn nhá. Ok chưa? Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được như này rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn sẽ gắn cho mình một thanh như này này. Vâng, bạn sẽ gắn cho mình một thanh như này. Vâng, đấy. Và thanh này các bạn sẽ gắn cho mình 16 que nhá. 2, 4, 6, 8 này. 10, 12, 14, 16 que. Đây các bạn. Vâng, 16 que như này. Thì sau khi các bạn đã gắn mực 16 que như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đo giúp mình nhá. Đây, bạn sẽ đo ở cây này đấy là 11/3 các bạn nhá. 11/3 thì các bạn sẽ cắt cho mình đấy là các bạn sẽ chia ra cho mình đấy là 5/6 này. 5/6 bạn nhá. Đấy 5/6 này. Đây bạn sẽ chia cho mình 5/6 như này. Bạn sẽ cắt đôi cái này ra giúp mình nhá. Đấy, bạn sẽ cắt đôi cái này ra giúp mình này.
5/6 này. Đấy, ok. Và sau khi bạn chia đôi rồi thì bây giờ bạn sẽ kéo cho mình một đường. Đây, bạn sẽ kéo cho mình một đường như này bạn nha. Rồi. Ok. Thì sau khi các bạn đã kéo một đường như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng dao dọc giấy các bạn nhá. Đây, các bạn sẽ dùng dao dọc giấy và sẽ cắt đôi cái này ra giúp mình. Đây, các bạn sẽ cắt đôi ra giúp mình. Đấy, vậy là mình được hai thanh như này. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, vậy là mình đã cắt xong thành hai tấm như này này. Đấy, thành hai tấm như này, rất là đẹp phải không? Thì sau khi các bạn đã cắt xong được thành hai tấm như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ gắn mái nhá. Đây, các bạn sẽ gắn mái lên này. Và bây giờ mình sẽ bắn keo lên đây giúp mình. Đấy, các bạn sẽ bắn keo lên đây nhá. Đấy, rất đơn giản. Bắn keo lên đây các bạn này. Đấy, các bạn sẽ bắn keo lên đây giúp mình. Một ngôi nhà sàn trang trí quá là đẹp luôn bạn ạ. Làm từ que kem nhá, rất là đẹp luôn. Và sau khi các bạn đã bắn xong thì bây giờ các bạn sẽ gắn nó lại như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn nó vào giữa như này giúp mình nha. Đây. Đây, đẹp chưa bạn? Đây, vậy là mình đã được một cái mái đằng trước này. Bạn thấy thế nào? Đẹp chưa? Vâng, sau khi bạn đã gắn được một cái mái đằng trước rồi thì bây giờ đến tiếp tục cái mái đằng sau này. Đây, mái đằng sau bạn sẽ gắn như này giúp mình nhé. Đây, bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Quá là chất lượng uy tín chưa? Vâng. Đây, bạn sẽ gắn như này, bôi keo, bạn lại tiếp tục bạn bôi keo vào nhé. Đây, lại tiếp tục bôi keo vào này. Đấy, ok chưa bạn? Sau khi bôi keo xong thì bây giờ các bạn sẽ gắn nó lên. Đây, gắn nó lên như này. Rất là đẹp. Bạn thấy thế nào bạn ơi? Vậy là mình đã có một cái mái nhà. Wow, chào bạn nhìn này. Vâng, vậy là mình đã có một cái mái nhà như này. Các bạn nhìn thấy đẹp chưa bạn? Wow, là chất lượng luôn bạn nhá. Đây, mặt trước đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa các bạn ơi? Ok. Thì sau khi các bạn đã được một cái mái nhà ở trên này như này này. Đây. Vâng, thì sau khi như vậy, rồi bây giờ đến công đoạn tiếp theo. Các bạn sẽ phải gắn cho mình đây nhé. Bạn sẽ lấy cho mình cái cây que kem này. Đây, bạn sẽ gắn như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn như này giúp mình. Đây, đây bạn sẽ gắn như này nhé. Đây, bạn sẽ phải gắn như này giúp mình này. Để ở trên là nó phải có một cái đậy ở trên đấy đúng không ạ? Đậy ở nóc này. Đấy, vâng, và bây giờ mình sẽ bắn keo lên đây. Đấy, giờ mình sẽ bắn keo lên này. Bắn keo lên cái thanh này. Và bây giờ mình sẽ gắn nó này. Đây, bạn sẽ đặt nó như này. Và bạn sẽ gắn nó bên đây nhá. Đây. Đấy, đẹp chưa bạn? Đấy, bạn sẽ gắn nó như này. Vâng, bạn sẽ đặt bằng mép nhá. Đây, bạn sẽ đặt phải đặt bằng mép nó như vậy. Đấy, vậy là mình đang làm cái ở trên nóc đây. Đậy nóc nhá. Ok, sau khi các bạn đã gắn được như vậy xong. Sau khi các bạn đã gắn được như này này thì bây giờ tiếp tục các bạn sẽ gắn vào đây giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn vào đây nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bắn keo một chút keo vào đây. Đấy, mình sẽ gắn nó vào đây tiếp này. Đấy, mình sẽ gắn nó vào đây tiếp. Ok chưa? Vâng, và sau khi các bạn gắn ở bên đấy rồi thì bên này các bạn cũng gắn ở bên này nhá. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Ok chưa? Đấy, vâng đây. Mình sẽ gắn ở bên này. Đấy, vậy là mình đã được cái tre ở trên nóc nhà này. Wow, cha cha. Rất là đẹp đúng không vậy? Ok, thì sau khi các bạn đã được như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng đây, dùng kéo bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ cắt như vậy và gọi là bẻ nhá. Đây. Bạn sẽ cắt như vậy hoặc là bạn sẽ cắt trước. Đây. Đây, bạn hoặc là bạn sẽ cắt trước hoặc là bẻ như này. Rất đơn giản thôi, các bạn cứ bẻ như vậy giúp mình. Rồi mình sẽ cắt sau. Mình sẽ nạo sau các bạn nhé. Ok, vậy là mình đã cắt xong phần thừa này. Đấy, cái này bên đây đang còn ít keo nó rơi ra. Đây, các bạn sẽ cắt như vậy. Đây. Ok chưa bạn? Đây. Đấy, mình sẽ cắt như này bạn này. Đây, mình để nãy để ra ngoài một chút nhé. Thì bây giờ bạn mình để vào trong như bạn thấy. Vâng, vậy là mình đã cắt xong. Thì vào cái máy này thì bây giờ mình sẽ bắn một chút keo vào đây thôi. Đấy, bắn một chút keo vào và mình sẽ gắn nó lại thôi. Đấy, bạn thấy không? Vâng, vậy là mình đã làm cái mái tre ở trên. Đấy, rất là đẹp như này. Bạn thấy thế nào, đẹp chưa? Hoàn mỹ chưa các bạn? Rất là hoàn mỹ, rất là đẹp như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã được như vậy rồi. Sau khi các bạn đã làm hoàn thiện một ngôi nhà này thì bây giờ mình sẽ làm như nhà sàn các bạn. Nhà sàn là phải có bậc thang đúng không ạ? Phải có bậc thang lên. Thì đây đối với các bạn sẽ lấy cho mình hai cây như này. Đây, bạn sẽ lấy cho mình hai cây cây như này bạn nhá. Đây bạn. Và bạn sẽ cắt chéo như này giúp mình này. Đây, cắt chéo như này. Đây, bạn sẽ phải cắt chéo như này giúp mình này. Đấy, cắt chéo như này bạn nhá. Đây. Ok chưa? Đấy. Bạn sẽ cắt chéo như này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bậc thang của nó nhá. Và bạn sẽ ướm nó này. Đây, bạn sẽ ướm nó. Đây, bạn sẽ ướm nó thì cái này các bạn sẽ cắt như này. Đây, cắt chéo như này giúp mình nhá. Đây, cắt chéo xuống như này, này, cắt thấp thôi. Đây. Đấy, đây các bạn. Bạn sẽ cắt chéo tiếp xuống như này, tiếp này. Bạn sẽ cắt chéo một lần nữa nha. Đây các bạn.
hơi cứng các bạn ạ. Ok, vậy là mình đã cắt chéo xong một lần nữa này. Ok, rồi, vậy là mình đã cắt chéo xong một lần nữa như này. Vâng, thì sau khi đã cắt chéo xong thì bây giờ mình sẽ ướm nó này. Đấy, bây giờ mình sẽ ướm nó như này. Vâng, thì vẫn chưa được lắm ạ. Chưa được, vẫn đang hơi cao một chút thì mình lại cắt bớt đi nhá. Vẫn đang hơi cao thì mình sẽ cắt bớt đi này. Ok, sau khi mình cắt bớt xong thì bây giờ mình ướm lại này. Đấy, bây giờ mình ướm lại như này. Đấy các bạn, đấy, mình ướm lại như này. Bây giờ cái này nó hơi đứng một chút này, bạn sẽ cắt đứng một chút. Đấy, cắt đứng một chút nha. Đây, cắt đứng một chút như này. Vâng, vậy là cái của mình được nằm như này. Đấy bạn nhá. Vâng. Thì sau khi đã được như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ gắn nó vào đây giúp mình này. Đây, các bạn sẽ gắn nó vào đây giúp mình. Đây các bạn nhá. Một thanh các bạn sẽ gắn vào đây. Ok chưa? Đây, các bạn sẽ gắn cho mình trước một thanh vậy. Vâng, và tiếp theo thanh bên này. Bạn sẽ gắn bên này nhá. Đây. Đấy, các bạn sẽ gắn bên này giúp mình, nhưng mà cái này cũng chưa được đứng này. Bây giờ mình phải cắt đứng lại một chút nữa nhá. Đây, cắt đứng lại một chút nữa này. Vâng, đây. Vậy là mình đã đứng xong thì bây giờ mình sẽ gắn nó lại này. Đấy, mình đang hướng dẫn các bạn cách làm một cái bậc thang các bạn nhá. Nhà sàn mới có bậc thang các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Rồi, bạn nhìn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Vâng. Vậy là cái bậc thang của mình đã được như vậy các bạn nhá. Vâng. Thì sau khi các bạn đã được như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ đây các bạn này. Các bạn sẽ đo và các bạn sẽ cắt nó nhá. Đây. Bạn sẽ đo và bạn sẽ cắt nó giúp mình này. Đây, bạn sẽ đo vào lòng trong. Đây, bạn sẽ đo vào lòng trong nhá. Đây. Và bạn sẽ cắt nó như này. Đo và bạn sẽ cắt nó. Đây. Đấy. Đấy, ok chưa? Đây, vậy là mình đã được hai cái như này đấy. Đây, được hai cái đấy. Vâng. Vậy là mình đã được hai cái như này. Thì sau khi bạn được hai cái như vậy rồi thì bây giờ các bạn lại cắt tiếp nhá. Bạn sẽ cắt tiếp cho mình. Đây bạn. Bạn sẽ cắt tiếp cho mình thêm một cái nữa này. Đây, bạn sẽ cắt tiếp cho mình thêm một cái nữa nhé. Các bạn có thể làm 2-3 bậc cũng được bạn. Vâng, đây mình làm 3 bậc hay là 4 bậc cũng được bạn nhé. Đây bạn. Vâng, thì sau khi các bạn đã cắt xong thì bây giờ bạn sẽ bôi keo vào đây giúp mình này. Bán keo vào. Đây, bán keo vào. Là bạn sẽ gắn nó lại như này. Đây bạn nhé, bạn sẽ cho nó vào giữa này. Và bạn sẽ gắn nó như này. Bạn thấy thế nào các bạn? Và chà vâng, đây là cái bậc thang của mình nhá. Đẹp chưa bạn? Đấy, bạn gắn như vậy giúp mình. Ok, thì sau khi các bạn đã gắn được một cái như vậy rồi thì bây giờ cái này các bạn sẽ gắn vào đây giúp mình này. Đây, cũng có thể là cái này mình làm hai bậc thôi các bạn ạ. Mà nhà phải làm lẻ các bạn nhá. Đây, mình sẽ làm cái này mình cho hơi thấp xuống một chút này. Không sao, đây cái này mình sẽ cho đây. Đấy, ok. Đấy, bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Vâng, và cái này mình sẽ cho xuống như đây. Đấy, bạn sẽ bắn keo, cái này bạn sẽ cho xuống dưới đây nha. Bạn thấy thế nào? Vâng, vậy là bậc thang của mình đấy. Bạn thấy thế nào bạn ơi? Mình vừa hướng dẫn các bạn cách làm một bậc thang rất là đẹp. Đây các bạn, bạn nhìn bạn giờ bạn ngắm nhá, quá là ok luôn bạn ơi. Đây, đây bạn nhìn thấy bậc thang của mình chưa? Đây, mình vừa hướng dẫn các bạn cách làm bậc thang rất đơn giản và rất là đẹp như này. Ok, vậy là hôm nay tác phẩm của mình, ý tưởng của mình muốn chia sẻ và hướng dẫn các bạn là cách làm một ngôi nhà sàn trang trí từ que kem thế này thì đã xong các bạn này, rất là đẹp. Vâng, thì hôm nay mình cũng xin dừng video mình tại đây. Vậy là tác phẩm mình đã xong rồi. Đây, mình đang để cho bạn ngắm này, ngắm từ sau ra ngoài, từ trên xuống dưới luôn. Đây bạn. Vâng, cái này các bạn có một cái cây nến điện đấy, có một con điện tích điện nhá, các bạn bỏ vào đây, bạn trang trí, bạn để ở nhà thì cực kỳ đẹp luôn bạn nhá, mình đảm bảo bạn luôn. Nét như Sony luôn bạn. Ok. Rồi, một lần nữa mình xin dừng video mình tại đây. Và mình cũng rất mong các bạn xem video của mình. Thì thấy hay, thấy bổ ích thì cho mình xin nút like, nút subscribe. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình cũng chúc tất cả các bạn xem video mình vui vẻ và bổ ích. Và chúc các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Ok. Bye bye các bạn nhé. Bye bye.